Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Digital. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình sẽ chia sẻ và giới thiệu cho các bạn một tham gia vào một cái dự án mới siêu hot năm 2024. Thì cái dự án này thì nó tương tự như cái dự án khai thác cái đồng IC Network mà các bạn đang khai thác và chuẩn bị Mainnet và Litecoin. Thì cái dự án Co Network này thì nó là một cái dự án thuộc cái mạng Layer 2 và dựa trên BTC. Thì ở cái lộ trình của cái dự án này thì mình đã thấy rằng là cái dự án này đến tháng 8 năm 2024 thì nó sẽ được list ở trên 8 cái sàn lớn, và đây là một cái dự án cực kỳ là tiềm năng. Và với cái tốc độ khai thác hiện tại thì là 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ khai thác một lần, và với là chúng ta sẽ khai thác được một cái đồng COV kép trên một giờ đó. Thì ở đây thì chúng ta sẽ đăng ký tài khoản và chúng ta sẽ làm tất cả những cái nhiệm vụ, ví dụ như là theo dõi cái trang Twitter, theo dõi cái nhóm Telegram và một số các cái nhiệm vụ khác tương tự như cái dự án mà các bạn đang khai thác, đó là cái đồng IC Network. Và đây là cái phần mà lộ trình nhé các bạn nhé. Thì cái phần lộ trình này mình cũng đã nói qua với các bạn rồi. Và tháng 8 năm 2024 này, tức là nó sẽ được liên miết ở trên 8 cái sàn lớn. Và đây là một cái dự án thật là tuyệt vời. Vào cái tháng 12 năm 2023 thì ra mắt chính thức ứng dụng khai thác di động Co Network, cho phép tất cả người dùng khai thác mã thông báo Co trong qua điện thoại của mình. Và đến tháng 4 năm 2024 thì quá trình khai thác POS bằng chứng cổ phần và bắt đầu hoạt động, cho phép tất cả người dùng kiếm được nhiều token Co hơn bằng cách là tham gia khai thác POS. Giới thiệu Co GPT là mô hình ngôn ngữ lớn. Co GPT sẽ có khả năng học và sử dụng nhiều công cụ bao gồm cả máy tính. Tháng 3 năm 2025 thì mạng chính Co Network chính thức đi vào hoạt động và bắt đầu phát triển các ứng dụng sinh thái dựa trên Layer 2 thuộc BTC. Và tháng 9 năm 2025 thì hội nghị các nhà phát triển logic sinh thái toàn cầu của Co Network lần đầu tiên sẽ được tổ chức đó. Và trên đây là cái phần sơ lược về cái phần lộ trình, sách trắng cũng như là lộ trình của cái dự án này, nó đã cung cấp cho người dùng cực kỳ là đầy đủ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng ký tài khoản để chúng ta tham gia khai thác cái đồng Co Network này các bạn nhé. Thì cái link đăng ký này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video, thì các bạn kích vào, sau đó thì chúng ta sẽ điền thông tin và đăng ký tài khoản. Rồi đây là cái phần điền thông tin. Đó, đầu tiên thì các bạn điền cho mình địa chỉ email này. Tiếp đến thì các bạn nhập cho mình cái mật khẩu, cái mã số. Tức là ở đây thì chúng ta sẽ nhập cái mã số lấy từ cái dự án người ta gửi cho chúng ta vào mail. Các bạn nhấn vào lấy cho mình này. Đó, bây giờ thì các bạn vào mail, các bạn lấy mã code, các bạn nhập vào đây. Đây, Co Network này. 198915, các bạn nhập vào, sau đó các bạn nhập mật khẩu này. Rồi bước tiếp theo thì các bạn nhấn vào đăng ký. Mật khẩu ở đây thì có từ 5 đến 15 chữ số cộng cả chữ cái và tiếng Anh các bạn nhé. Như vậy là chúng ta sẽ phải đặt lại cái phần mật khẩu. Rồi ok, như vậy là đã tạo tài khoản thành công. Thì nó sẽ hiện chúng ta cái phần mà tải app đây, các bạn nhấn vào tải app xuống cho mình này. Rồi như vậy là đã cài đặt tải xong thì các bạn nhấn mở lên cho mình này. Các bạn nhấn vào cài đặt cho mình này. Rồi các bạn nhấn mở cho mình này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản mà chúng ta đã đăng ký trước đó nhé. Rồi các bạn nhập mật khẩu. Rồi ok, như vậy là đã đăng nhập cái tài khoản mà chúng ta đăng ký thành công ấy, thì các bạn nhấn nút start cho mình này. Đó, như vậy là chúng ta đã bắt đầu cái quá trình khai thác. Thì các bạn sẽ thấy được cái số dư của các bạn khai thác nó nhảy ở bên trên này. Và cái đồng hồ đếm ngược khi mà nó hết cái 24 giờ thì nó sẽ đã bắt đầu một cái phiên khai thác mới. Thì các bạn vào, các bạn nhấn vào khai thác cho mình. Tiếp theo các bạn kéo lên cho mình nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy là một đồng COV kép trên một giờ. Đây là cái sức mạnh khai thác. Đó, đây là cái sức mạnh khai thác cơ bản các bạn nhé. Và ở đây thì nó sẽ có cái phần mà khai thác lốt nữa. Rồi ở đây thì có cái phần nhiệm vụ, thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ này. Đầu tiên là chúng ta tạo tài khoản này, đăng nhập này, chia sẻ cái bài trên trang Twitter này. Các bạn kích vào đây này. Ở đây thì các bạn nhấn follow trang này.
Đó. Sau đó các bạn quay trở lại này. Tiếp theo chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram này. Thì các bạn nhấn join cho mình này. Thì ở đây thì các bạn có thể là tham gia vào cái trang Telegram của họ này. Sau đó các bạn quay trở lại. Đây, các bạn quay trở lại cái app. Tiếp theo chúng ta sẽ kích vào đây, chúng ta sẽ join vào WhatsApp group. Thì ở đây chúng ta sẽ cũng không cần phải chúng ta phải làm nhiệm vụ đâu. Sau đó thì các bạn quay trở lại thì cái tích nó đã xong rồi. Tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ mời ba bạn. Đó thì các bạn kích vào đây. Thì ở đây nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái phần link cũng như là cái mã mời. Mã mời của mình là L7XSNL. Đó thì các bạn copy cái mã mời này hoặc các bạn chia sẻ cái hình ảnh này để mời bạn bè tham gia khai thác cái đồng COV kép từ cái dự án Co Network. Đó, sau khi các bạn góp xong thì các bạn quay trở lại thì các bạn chia sẻ mời bạn bè tham gia cùng khai thác cái dự án này. Rồi, ngoài ra thì các bạn có thể là tăng được cái sức mạnh khai thác thì chúng ta sẽ copy link chia sẻ mời bạn bè tham gia. Đó, thì trên đây là toàn bộ những cái thông tin mà mình chia sẻ cho các bạn về cái dự án này. Và ở đây thì nó có cái hình quả cầu để các bạn có thể đổi phần ngôn ngữ, nhưng mà hiện tại thì mới chỉ có tiếng Anh và Indonesia, cho nên là chúng ta sẽ tạm sử dụng bằng cái tiếng Anh các bạn nhé. Và sau này thì có thể là có những cái phiên bản cập nhật mới hơn thì nó sẽ có cả tiếng tiếng Việt và các cái ngôn ngữ quốc gia khác thì chúng ta sẽ thay đổi sau. Để trước mắt thì chúng ta sẽ khai thác như vậy. Và cái giao diện này thì y như cái giao diện các bạn khai thác cái đồng IC Network, nó tương tự như vậy. Rồi, ok, thì cái video chia sẻ cho các bạn về cái dự án Co Network đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.